Con tàu chở bưu kiện hoàng gia Titanic đã bị chìm sau khi đâm vào tảng băng trôi vào ngày 14 tháng 4 năm 1912. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong làn nước lạnh như băng ở vùng Bắc Đại Tây Dương. Một trong những lý do khiến những người này phải chờ giải cứu trên biển ở nhiệt độ âm 2 độ C, điều sẽ nhanh chóng cướp đi sinh mạng của họ trước khi đội cứu hộ đến, là do tàu Titanic không có đủ giường cứu sinh cho tất cả các hành khách. Chỉ có 20 trong khi họ cần 60 chiếc để có thể chở được tất cả mọi người một cách an toàn. Về lý do tại sao lại có sự thiếu hụt đáng kể của giường cứu sinh, đó là bởi người ta đã phàn nàn rằng boong tàu sẽ quá lộn xộn khi chất đủ số lượng. Tồi tệ hơn, những xuồng cứu sinh đầu tiên được thả xuống sau vụ va chạm chỉ chứa một nửa số hành khách tối đa, nghĩa là nó có thể cứu được nhiều người hơn nữa. Có lẽ, những con người đáng thương đó đã được cứu khỏi vùng nước lạnh thấu xương sớm hơn rất nhiều nếu những con tàu gần nhất đi qua địa điểm Titanic gặp nạn nhìn thấy pháo sáng và những tín hiệu đau khổ khác đã được gửi đi. Nhưng nhiều người đã không nhìn thấy bởi vì hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Hiện tượng này cũng có thể giải thích tại sao người quan sát của tàu Titanic đã không thấy tảng băng cho đến khi quá muộn. Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho rằng điều này là bởi đoàn thủy thủ không có ống nhòm. Nói chính xác hơn, họ đã không có chìa khóa để mở tủ trên khoang điều khiển, nơi chứa tất cả các ống nhòm cần thiết, bởi vì người duy nhất giữ chìa khóa, thuyền phó số 2 David Blair, đã bị thay thế vào phút cuối và quên bàn giao. Nếu đoàn thủy thủ có ống nhòm trợ giúp, có lẽ họ sẽ nhìn thấy tảng băng đủ sớm để thay đổi hướng đi và tránh được nó. Con tàu cũng di chuyển nhanh hơn nhiều so với tốc độ mà nó được thiết kế. Lý do cho điều này là bởi vì chủ con tàu, White Star Line, đã không muốn bị chậm hơn so với lịch trình. Trên thực tế, họ đã muốn rút ngắn thời gian nhằm khiến cả thế giới ngạc nhiên và được lên trang nhất vì đã đến sớm. Có lẽ con tàu Titanic di chuyển với tốc độ an toàn cho phép thì nó sẽ có đủ thời gian để bẻ lái và tránh được tảng băng trôi, ngay cả khi nó bị phát hiện hơi muộn do thiếu ống nhòm. Dù sao, có một loạt các sự kiện đáng tiếc dẫn đến vụ va chạm của tàu và thực tế là rất nhiều người đã không được giải cứu, đồng thời cơ thể của họ không được tìm thấy. Vì thế, hãy trở lại câu hỏi đó nào. Một giả thuyết đó là có thể các xác chết đã bị trôi giặt đâu đó trên biển. Chỉ vài giờ sau khi Titanic chìm, một cơn bão lớn đã tràn qua khu vực này. Các dòng chảy và gió có thể đẩy các cơ thể ra xa nơi xảy ra tai nạn tới 80 km. Điều này một phần giải thích tại sao những con tàu đầu tiên đến hiện trường không tìm thấy chúng. Eva Miriam Hart chỉ 17 tuổi khi cô lên tàu Titanic cùng bố mẹ. Theo Eva, mẹ cô không thể ngủ toàn bộ thời gian trên tàu vì bà đã có linh cảm xấu về chuyến đi. Trong khi tàu Titanic đang chìm, cha của Eva chạy đến cabin của họ, quấn Eva trong chăn và đặt vợ và con gái của mình vào xuồng cứu sinh số 14. Điều cuối cùng ông ta nói với Eva là: "Nắm lấy tay mẹ và ngoan con nhé." Eva tiếp tục làm nhiều việc trong suốt cuộc đời mình. Cô là một ca sĩ người Úc và một nhà hoạt động rất thẳng thắn khi nói về thử thách Titanic năm xưa. Cô thậm chí còn viết một cuốn tự truyện tên là Bóng tàu Titanic, câu chuyện của một người sống sót. Một người mà Eva Hart có thể muốn phân bua cùng là Joseph Bruce Ismay. Vâng, cô cùng nhiều người khác cũng muốn vậy. Ismay là chủ tịch của White Star Line, công ty vận hành Titanic. Ông ta đã ở trên tàu vào đêm định mệnh đó, sống sót sau vụ chìm tàu và được giải cứu nhờ xuồng cứu sinh Lifeboat C. Khi đến Hoa Kỳ, ông ta đã nhận được rất nhiều chỉ trích khi rời khỏi tàu Titanic, trong khi vẫn còn phụ nữ và trẻ em trên tàu. Sau Titanic, ông đã cố gắng sống một cuộc đời bình lặng, tránh xa thị phi. Ông tiếp tục làm việc trong lĩnh vực hàng hải, mặc dù không làm việc quá nhiều với các tàu chở khách, nhưng lại nhiều hơn với Hải quân Thương gia Anh. Tay vợt chuyên nghiệp Richard Norris William đã ở trên tàu Titanic cùng với cha mình. Vì những chiếc xuồng cứu sinh, như nhiều người biết, được dành riêng cho phụ nữ và trẻ em, hai người đàn ông này đã phải chèo chống trên một con thuyền sắp chìm. Họ đã xoay sở khá tốt lúc đầu, nhưng một khi con tàu đã chìm đủ sâu để khiến những hành khách còn lại trôi nổi trong nước, một ống khói khổng lồ đột nhiên sụp đổ và rơi xuống mặt nước. Có lẽ đó hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc có thể là một điều gì đó nữa. Nhưng kết quả là làn sóng đã cuốn Richard về phía xuồng cứu hộ Collapsible Lifeboat A. Vì vậy, anh ta đã trèo lên nó.
Thật không may, trong chiếc phao cứu sinh đó, nước đóng băng dâng đầy lên đến tận đầu gối hành khách. Những người sống sót này sau đó đã được chuyển đến xuồng cứu sinh số 14, nhưng nước lạnh đã gây ra thiệt hại khủng khiếp. Williams bị tê cóng ở chân, và khi lên tàu Carpathia, các bác sĩ khuyên nên cắt cụt cả hai chi dưới của anh ta. Nhưng ngôi sao quần vợt không đồng ý, vì vậy anh ta tập thể dục mỗi ngày và đôi chân dần hồi phục. Anh thậm chí còn tiếp tục sự nghiệp quần vợt của mình, trở thành một huy chương vàng Olympic và phục vụ trong quân đội. Sau đó, anh trở thành một chủ ngân hàng đầu tư thành công và chủ tịch hiệp hội lịch sử Pennsylvania. Tại sao mọi người không thử treo lên tảng băng để khỏi chìm xuống nước? Bởi vì nó quá trơn. Được rồi, cảm ơn bạn cánh cụt đã tham gia cùng soi sáng hôm nay. Nhưng còn lý do gì nữa không? Ta hãy cùng trở lại câu chuyện. Thoạt nghe thì đây có vẻ là một giải pháp dễ dàng, nhưng khi bắt đầu xem xét kỹ, tôi thấy vài vấn đề sẽ khiến nó giống như một cơn ác mộng băng giá hơn là một chiếc xuồng cứu sinh băng giá. Ác mộng băng giá. Có ai đột nhiên muốn thấy Elsa chiến đấu với Freddy Krueger không? Đừng ai ăn cắp ý tưởng của tôi đấy nhé. Tôi nghĩ tôi sắp đến Hollywood rồi. Trong lúc này, hãy nói về những con dốc. Độ dốc cụ thể của băng. Có lẽ không cần tôi nói thì bạn cũng biết rằng một tảng băng không chỉ là một cục nước đá khổng lồ trên đại dương. Nhưng điều cần thiết là phải phân biệt được giữa một tảng băng và tảng băng trôi. Một tảng băng là khối băng bằng phẳng trôi giạt trên đại dương. Cũng giống như băng trôi, chúng là những mảnh nhỏ bị tách khỏi Bắc Cực. Nhưng điểm tương đồng chỉ có thế. Một tảng băng thường thấp, bằng phẳng và tương đối nông, trong khi một tảng băng trôi thì không giống như thế. Có thể bạn đã từng nghe về nguyên lý tảng băng trôi. Chà, ngọn tháp cao ngất bằng nước đóng băng mà bạn sợ hãi chỉ là một phần nhỏ xíu trong khối băng trôi. Phần lớn hơn của một tảng băng trôi thực ra ở dưới nước, và đây là yếu tố nguy hiểm nhất đối với tàu thuyền. Đâm vào bất cứ thứ gì to lớn chưa bao giờ là điều tốt, nhưng khi va chạm xảy ra dưới nước, mọi thứ chuyển từ tệ sang tệ hơn rất nhanh. Các tảng băng có thể nguy hiểm, nhưng mối quan ngại là con tàu có thể bị kẹp và nghiền nát ở giữa thay vì chìm hoàn toàn. Đây chỉ là một khả năng thực tế và khi ở gần hoặc trong vòng Bắc Cực. Titanic tuy đã ở Bắc Đại Tây Dương nhưng lại không quá xa về phía Bắc. Tàu Titanic đã va phải một tảng băng trôi, và nếu bạn xem bất kỳ hình ảnh nào về băng trôi, bạn sẽ thấy rằng chúng thường khá dốc. Tất nhiên, một số có thể rộng hơn, nhưng thường thì toàn những vách đá lởm chởm. Trong trường hợp tốt nhất, nó sẽ giống như khi ta leo núi. Trường hợp xấu nhất là một vách đá đóng băng. Có một vài hình ảnh về những tảng băng trôi có khả năng làm chìm tàu. Nhưng khả năng cao thủ phạm là cái này. Bây giờ tôi không biết gì về bạn, nhưng chính bạn đã tông vào tôi như một ngọn núi. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng kéo nó ra trong bóng tối, chỉ sử dụng tay và một sợi dây thừng, bị bao quanh bởi 1.000 người khác đang hoảng loạn và đóng băng. Đừng nghĩ rằng đó sẽ là một cuộc di tản có trật tự. Hãy nhớ rằng, trong khi việc thiếu xuồng cứu sinh là một vấn đề lớn đối với Titanic, thì một điều lớn hơn nhiều là trong thực tế, hơn một nửa số thuyền không chở đủ người. Vậy, một kịch bản Titanic thời hiện đại sẽ như thế nào? Chà, một ví dụ điển hình có thể là những gì đã xảy ra trong thảm họa Costa Concordia năm 2012. Mặc dù vụ đắm tàu này xảy ra ở vùng biển ấm của Địa Trung Hải và Concordia va phải một tảng đá chứ không phải một tảng băng trôi, nhưng hậu quả lại tương đồng đến mức có thể rút ra một vài so sánh. Câu chuyện đầy đủ như sau. Con tàu du lịch Italia đang đi sát đảo Giglio và va chạm với rìa của một cao nghiêng dưới nước. Thuyền trưởng vì tự tin rằng mình biết rõ vùng biển này đủ để tự mình lái tàu, anh ta đã tắt báo động va chạm của hệ thống điều hướng trên tàu Costa Concordia. Sau đó, sự thật được tiết lộ rằng có rất nhiều thứ gây sao lãng trên tàu, chẳng hạn như sự hiện diện của bạn gái của thuyền trưởng. Không đen đủ như Titanic, Concordia có dư xuồng cứu sinh để đưa mọi người ra ngoài an toàn. Nhưng không may, không có khoản cải cách chính sách nào có thể bù đắp hoàn toàn cho lỗi của con người hay giao tiếp kém. Và không tuân thủ các quy trình khẩn cấp đã trì hoãn việc sơ tán hơn nửa giờ. Vào thời điểm lệnh rời bỏ con tàu đã được đưa ra, Costa Concordia đã bắt đầu hoảng loạn nghiêm trọng đến mức thủy thủ đoàn không thể phóng nhiều xuồng cứu sinh. Sau khi mọi thứ đã ổn định, 33 người mất mạng và 64 người khác bị thương. Dù đã rất tệ, mọi thứ đã có thể tồi tệ hơn, bởi may mắn thay, địa điểm nơi xảy ra tai nạn của Concordia đã bất ngờ hỗ trợ hành khách và thủy thủ đoàn thoát nạn.
Ngay từ đầu, họ đã ở trong tầm nhìn của đất liền khi va chạm xảy ra. Điều này có nghĩa là lực lượng cứu hộ đã có thể nhanh chóng xuất hiện một khi thuyền trưởng gửi tin nhắn cầu cứu. Trên thực tế, với sự trợ giúp của áo phao, nhiều hành khách đã có thể bơi suốt quãng đường và vào được đất liền. Nhưng không ai bơi được như thế nếu họ va phải một tảng băng ở Bắc Đại Tây Dương. Khi tàu Titanic chìm, nó cách đất liền khoảng 644 km và nước thì đóng băng ở âm 2 độ. Tin tốt là, trong thế giới hiện đại, mọi thứ có thể không đến mức độ đó. Nếu hôm nay tàu Titanic đâm phải tảng băng, lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ triển khai một đội tàu nhỏ và máy bay trực thăng để hỗ trợ việc sơ tán. Không chỉ vậy, mà mọi con tàu trong khu vực sẽ hiển thị chính xác tọa độ của con tàu gặp nạn ngay khi tin nhắn SOS được phát đi. Với một chỉ huy có thẩm quyền giám sát cuộc di tản có tổ chức, vụ Titanic hiện đại này có thể không được coi là một thảm họa. Mặt khác, Costa Concordia là ví dụ cho thấy hậu quả có thể xảy ra khi các biện pháp phòng ngừa an toàn bị bỏ qua.